kìa, quay kìa. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Văn Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Chưa kịp dọn hàng ra nữa, khách hàng ngồi quá trời luôn rồi đó ông bà cô chú ơi. Thì hôm nay Diện có lấy một số lượng bưởi về bán nè. Bữa này là bữa năm roi. Cái da nó màu vàng là nó chín rất là nhiều luôn á. Trái bưởi nó rất là ngọt luôn á bà cô chú. Lúc mà Diện mua thì cũng có thử qua rồi, thấy ngọt á. Bữa nay hôm nay là ngon tới 50kg đem về bán á cho bà con. Bớt chánh đường mày, qua đây nằm nè. Qua đây bớt ơi. Trái nằm nè, nó cũng nặng, nó đụng xe đụng hết trơn á. Quá trơn quá đất luôn. Đây mình gọt thử nè, một trái nè. Cái này nước ngon rất là nhiều luôn. Ôi ngon hoài vậy. Dữ dằn. Cái này ngon trơn, người đẹp ơi. Mày vô. Quay gọt đi đi, có người ngồi gọt đi. Bộ gọt cho mình cho căng chân gọt. À chưa căng rồi gọt. Ai đưa bọc chút coi. Người ta là cũng để vô cũng được. Ta không để vô. Giờ gọt trước căng là 20.000 ký. 20.000 lỗ. Đó hả? 20 cũng không lỗ đâu mày, cái vỏ đó cũng nhiêu thôi. Hôm nay là mình bỏ hàng mà đồ cho mắt. Hôm nay là mình bán cho 10.000 một ký nghe, nhưng mà đối với người đẹp thì mình bán 15.000. Ừ. Mấy trái đây người đẹp. Trái đó. Ba trái đó. Hai. Đưa lên tụi biểu hai trái đó đó, coi cái nào nặng cái nào đưa lên. Rồi, 3 ký gử. 35.000. Dễ hơn. 35.000 mình lấy 50.000 là đủ rồi. Gọt cái nào? Gọt cái nào? Dạ. Ừ, được cái nào. Cái nào đó gọt. Được cái nào ngon ngon mình gọt là mẫu. Đó, trời ơi cái cặp bưởi của bà hai quá trời ngon luôn á cả nhà. Của năm hả? Bởi vì no tròn. 3 ký muối. Nặng này thôi. Thích đó gì nè, nó không có vô sâu. Lặn cái kia sợ nó vô sâu. Để lên luôn, để lên luôn. Ừ. Dạ. Này gọn mà mỏng được. Để cho nó chịch dần. Cái này nặng thì cục đá. Trái nào cũng nặng hết trơn á. Bên đây lựa rồi nghe, đừng đụng vô nha. Trời ơi có 4-5 ngàn á cả nhà mà nó ngon vậy nè. Coi cái bụng. Căng rồi đó, hồi mắc thường úp. Đây nè. 3 trái luôn. Mỏng vỏ là 7. Khé này không nè. 3 ký 2. Ừ. 32.000. Tại cái núm ở trên đó. 2 ký 8. 28.000. Đổi tiền lẻ ra cái nghe cả nhà. Nãy giờ. Thôi cái này là đủ 200.000 tiền lẻ luôn nè. Nè, bỏ cái này vô coi. Khoan từ từ chờ con xíu. Đổi bọc. Rồi bắt năm lại 5.000. Bờ L7 gọn mấy chế. Cái này 32 thôi. Trái này hàng này dạ. Để đi. Ừ. Ngon ha. Rồi, cảm ơn bắt năm. Mỏng dần vỏ à. Rồi bọc bỏ vô. Bỏ hai trái này luôn luôn. Bổ bao nhiêu? Trái đó 10.000 nữa đi. Chưa. Dạ. Vậy? Thối tiền. Lại nhiêu? Phải 35.000 đó. 35. 3 ký này của ai? Bổ cái bột luôn. Ê, 3 ký rưỡi không ăn 3 ký hả? 3 ký rưỡi. 3 ký rưỡi còn 4 ký. 3 ký rưỡi. Căng rồi đi gọt. Là 35.000, hồi lại 15.000. Chưa căng gọt thì ai tính tiền 50.000 ký nha. Nãy giờ cái bữa bổ nè, rồi bữa lấy tiền đó. Dạ đây. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn người đẹp nhiều. Ê, trái thêm nha con. Dạ. Còn này là 32.000. Bữa thêm 5 hai trái, bà hai chờ con xíu. Nó căng không. Bà hai gì ra viền gì. Hả? Bỏ cái trái núm bên đây nha. Trái núm bên đây à. Ờ trái núm bên đây nặng. Cái này nè, cái này nè. Cái đó ngon nó trời ơi. Ừ, cái đó bong bong vậy chứ nó ngon. Nó già mấy cái này nó ngon. Mình cứ lựa đi đến hồi ta lựa hai ký gửi mình bảy trái gọt dụng trái rồi chị ba, cái nào chưa căng hai ký gửi 25.000. Cái này của ai chưa của đó, ai chưa ai mua hết trơn, người đẹp của bà hai nãy nhiêu con quên này. 2 ký 8 cho luôn đó. 28.000. 30 nè, 40 căng đại đi, chấm 62 trái 50 100 trời ơi dài xài tiền bự thối hoài không hết ha. $2 giờ anh đóng tay giùm cái. Gồm nè. Để người ta đi. Khứa mà thấy không gồm. Trời đất. Gồm, chảy máu hoàng hoàng nó đắp vô. Lấy tiền đắp vô. Sao? Lấy giấy 50.000 đắp 22 kg gửi 2 kg 7. Vỏ không thế à? Cho ba lột kia. 27.000. Là nhiêu 27 hả? Dạ. 27 ăn 30. Quá rẻ cả nhà ơi. Đẹp của người con. Của em nằm nhiêu? Nằm nãy 2 ký gửi. Ơi, 7 thôi lấy. Đưa giấy 100 nữa kìa. Chết mày chưa? 23. Có tiền thối mà. Rồi, cảm ơn. 96. Rồi 75. Thôi lại 75. Bởi đây. Rồi, cảm ơn. 95. Cái này 20.000 của hai ơi. Gọt không? Rồi, gì rồi. Có gì lựa cho bé nhớ làm ngon ngon mà ngọt gì.
trái nào cũng ngọt, trái nào cũng ngon. Trái này 32 ngàn, dạ rồi, cảm ơn chị. Đúng rồi. Này phải không? Ờ, lỡ đây không? Ai biết? Cái nào? Cái nào lỡ đây? Nó nặng nặng. Rồi, cảm ơn cô hai. Nói cái nhỏ nhỏ này chứ nặng dễ sắc lắm. Ơi, mấy trái nhỏ chứ đừng chê nha. Nó ngon lắm đó. Ngon lắm đó. Đừng chơi mấy trái nhỏ. Không, cái nhỏ nó nói cái này nó ngon. Thôi mua hết ông này ta ăn đi. Bởi vậy lấy hộp. Ta lấy hết hộp luôn. Kiếm hộp đó làm thuốc. Ừ. Ngon lắm Năm. Tôi thấy Mão hết đánh nè. Mão hết cái này của ai bên đây ạ Diện? 2 ký 1. Diện 21 ngàn. Của ai đến đây ạ? Này của Thính Sáu gọt. Vậy hả? Trái nào ăn liền chân á? Hai trái đó. Gọt không? Ừ. Gọt ha. Nhiêu ạ? Của bảy nhiêu ạ? 21 ngàn. Ủa sao rẻ ạ? 2 ký 1. 10 ngàn ký. 10 ngàn ký à? Ừ. Đúng rồi. Trời ơi. Rẻ hết gì cho 15 ngàn ký đi. Đồ siêu rẻ mà. Đồ siêu rẻ mà ha. Nè. Rẻ mà vừa. 20 đi, có 30. Thôi 30. Này, cảm ơn bảy luôn. Bảy gọt cái gì? Gọt cho bảy trước đi. Hỏi chưa bán hay gì dữ lên nha. Gọt mấy trái hả bảy? Lọc luôn đi. Gọt hết 2 trái luôn nha. Ăn tiếc nó đó, nó ăn liền đó. Mấy trái nó ăn liền đó. Đây con lọc chắc. Mỏng vỏ ghê nè em ba. Trời ơi, cái này nó vàng à. Ừ, gì mới căng này biết. Căng thì nhớ. Phải không? Không cái vỏ mỏng dờn nè cả nhà. Ừ, không mà vỏ mỏng thiệt ha. Vỏ mỏng khe. Lựa mà chút mấy trái bự mà cắt cái mặt ra nó nứt gì ngon lắm á. Bà sáng nó làm làm, mời làm. Sắp thang rồi hả? Bà đang si xưa say xưa nói chuyện. Hết rồi gì nè. Vỏ mỏng thiệt gì ơi. Vỏ mỏng khánh nè. 2 trái thì mỏng hết. Mua 2 trái nữa đi. Cái này để giờ ăn lâu được mà. Bữa nè. Ờ. Nó để vô bọc. Ngọt lắm. Vậy lấy đi, lựa đi, lựa trái nào ngọt ngọt á. Dạ. Trái nào cũng ngọt hết trơn nè, đưa cho bà Thẻo Nguyễn cho bảy ba ăn thử luôn. Bán làm mặt luôn đó hả? Ít thôi, trời ơi. Không có con mua ở bển á, con ăn thử á. Vậy hả? Dạ. Để hết à. Ôi rồi hộp. Hộp nhất cơn này bà Sáu có xin hộp. Không, bữa này hết cái hộp làm thuốc. Làm thuốc. Đúng không? Ngọt. Trời ơi. Hai. Mình làm gỏi bưởi. Bưởi. Để vô. Làm mứt bưởi. Làm đều với anh gì nó hộp đều ghê ha. Vậy lựa 7 2 trái nữa đi. 2 trái nữa ha. Mà đừng lộn. Đúng rồi, 2 trái chưa ăn đừng lộn. Trái bự nó nặng hay nhẹ hả? Trái bự trái nào nặng nặng á. Trái nào nó cũng ngon hết á. Để thử cái hộp cho bà Sáu, có lấy hộp nhiều không? Nhiều, nhiều. Nhiều cũng lấy trơn á, thử hộp nhiều để làm. Rồi trái này 24 ngàn nữa bảy ơi. Hỏi ngọt nghe, để cho bọc đi. Dạ. Không, bữa này bảy để càng lâu là càng ngon. Ờ, nó không có hối. Dạ. Đấy nhà luôn. Rồi. Cảm ơn bảy luôn, đưa tiền lẻ. Cái này để khử hộp nha hả? Cho bà Sáu. Dạ. Quá trời hộp luôn. Bữa vàng. Bữa vàng, gột trắng. Nước cực kỳ luôn. Cái này nặng nặng là nó đó. Trái một hả? Trái được. 2 trái đi, có 10 ngàn ký hả? Cái bọc bao nhiêu? Trái này có 10 ngàn hả? Đây trả nó đi. Ờ. À. Cái này nặng nặng nha. Ủa trái này nặng. Em thấy trái Sáu gọt hết luôn ha. Trái này gọt hết. 25 ngàn. Gọt không? Gọt. 25 ngàn đi năm nhà bà. Gọt hết hay là hai? Đây, ba sẽ đi con lọc. Tết mua trái nhỏ gì chân nhiên nè. Dạ đúng rồi. Không này trái nhỏ trái bự gì nó cũng ngon hết nha. À, nhỏ nhưng mà chân nó đẹp. Càng nhỏ vỏ càng mỏng. Ba nãy giờ lựa được trái nào chưa? Chưa. Nó gọt không mà. Ơi, người ta lựa, người ta để sao đi. Ngon không à? Từ từ.
bưởi mà Tuyết ơi. Hai vỏ càng mỏng á nè nó càng ngon. Ủa càng nhỏ là nó càng ngon nè. Có vụ mà mua bưởi nói gì đâu. Sợ dữ lắm rồi đó. Chứ tao nghèo tao không có tiền mua nữa. Mà thấy gì anh ăn cơm thì anh ăn không ăn gà bự rồi mày mua gì ăn mình nữa vậy hả? Ăn chừa cơm. Ê làm như nó ốm nó phát đồ chua. Ờ nó ăn nó bự tươi dữ dằn lắm. Biết đâu cơm ruột. Dạ đúng rồi. Tao lào giờ biết được không? Dạ. Nói chung mình mua gì cũng vậy đâu biết được trong ruột nó có chứa gì trong đó đâu bà Tư. Ồ trái này nè nhỏ. Ai biết được nó chứa lụa mịn giống gì đâu. Có chứ sáu hai trái. Ủa nãy của bà sáu hai trái nhiêu tiền quên rồi ta. Không biết à, ủa mà bà trả tiền mình cho. Ai biết đâu à. Quên luôn giờ này bán tao không biết đâu bữa nay tao chỉ. Được. Nặng nè. Ừ. Chứ chổng mình trong cái này là dạ. Cái nhỏ mà nặng á. Ừ. Tao có lột bà ba lột tại chỗ luôn à. Nè, bỏ lột, lột tại chỗ luôn rồi cái lột của căng hay lột của bán? Không, bây căng rồi mới lột. Ai biết nó lột lột mà còn trái nữa. Có xấu xí gì nữa bà đổi nó đổi lại được. Nhất là chổng còn xấu. Để ăn mua ngày mơi mới được. Ăn thì phải cúng kiếm chứ đâu phải vậy. Không mình lột. Trước cúng sao ăn. Nãy cái nào mình đã nặng mục tiêu rồi vậy dọn tính. Mày bỏ mục tiêu rồi. Cái nào cũng bỏ đó, căng cho bán trái đi. Không biết. Trái nhỏ nhỏ, lửa xong rồi bỏ xuống quên luôn rồi. Nhiều quá. Trái này nhỏ mà ăn mà tí sợ luôn rồi. Ăn trái đó đi. Nè. Đó, đừng ăn cái đó đi. Ừ, cái này nè. Thôi bỏ chứ gì, không thua gì nữa. Trời ơi, bữa này mà hư ít gì bà Tư. Cái nó chua, nó đắng, nó cay thôi 10 ngàn. Dạ, 10 ngàn ký. Ký lô hả? Dạ. Rồi, bà Tư cúng, bà Tư cúng. Cúng hả, để Nguyên ha. Gặp, chơi chơi. Rồi, gặp vậy đó, ta cúng, tự nhiên để gì cúng. Mời cái gì cũng tét ra. Biết ra chứ đâu thấy để vậy được. Ủa, không khéo không? Không giận. Bữa này trái nào cũng ngon. Lên chuột luôn kìa. Không, mấy trái nhỏ lột nó khỏe ghê à. Ừ, trái vừa nó khó lột ha. Ừ, trái bữa này ngon nè, của ai vậy? Ngon lột. Chị Ba Đỉnh. Hả? Ngon lột. Vậy hả? Dạ. Đang, rồi chưa? Dạ, cúc cơm chứ làm sao ăn cái chạy. Rồi ơi, đi vô đánh cầu rồi. Đây, của chị, 25 ngàn. Em hồi lại 20, hồi lại 5 ngàn tròn. Hồi 25 ngàn chắc chết luôn quá. Đi với ba chờ, có ba chồng hồi 25. Cảm ơn chị. Hai bộ đồ này đó hả? Hồi nãy cúp lên mặc bộ đồ tụi nói nhỏ nào không à. Đồ nó đẹp gái quá. Ừ, cái này ổn. Không ra lạ. Ừ nha. Đi vô thầy ông chút mình thường thường bà ba kìa. Cắt cái dao chị coi có lần. Bóng quá, nó mỏng quá, mỏng vỏ quá. Chỗ đó nó mỏng đó. Cắt nhẹ nhàng nó bộ vị đó. Coi trái nào ký nữa không? Cái ký là trái nhỏ đó. Nhỏ nhỏ mấy ký, cái này coi ngon, dở hay nặng không? Cái này nhẹ. Nhẹ hả? Cái này cũng được. Để chủ được không chắc không? Cái đó đi xịt được không? Được, cái này nè. Ừ. Cái đó 1 ký nữa. Càng nhiều tính tiện ký luôn. Ký nữa đó. Hay không? Thổi gọt hay rồi đi. Khỏi lột được khỏi ha. Khỏi lột đi, nào bạn mà lột đi. Khỏi này, trái này để bằng thờ đi. Ừ. Đi lột nó thẹo nữa. Để ăn một ngày một hai trái. Để gì? Trái để mơ mơ. Dạ, để mơ mớp gì gọt cũng được. Cảnh nó mua mà tiếc đó. Để tới mà 2-3 ngày. Lột ăn cũng ngon. Cái trái này rồi em. 20 ngàn. Lột ra 20 ngàn. Ký mốt 11 ngàn. Mua bả hai trái kìa. Trái nào xấu xấu cho bả đi nè. Trái nào? Ừ, trái đó. Này. À, trái đó đi. Trái nào mà? Trái nào? Ờ, trái này ngon nè. Trái này nặng ịt nè. Ăn không? Ừ. Sao còn sót lại rồi trái này à? Trái nó ngon đó. 25 ngàn. Gọt không Chính? Chính ơi. Gọt giùm luôn ha. Bữa nhậu này chú ba ơi. Nè, mua trái nè. Mua trái lột nè. Vậy là trái hiếm ba này không nứt mặt là không, không ngon. Nè. Ừ, nè trái này ngon. Mua. Ừ.
Bà ba thiệt chứ bà ba. Chọn á chọn. Bà ba thầy thiệt á. Ê, bự này bự cực trắng. Dạ, cực trắng. Sao gửi ra coi, được không? Đưa đó cho nó đi. Cái đó cái này bán rồi lộn gì nữa. Bà Sáu coi quả có bán gì không? Nè con. Trời bà ba. Thấy không? Dạ, đi nãy cho không dạ? Ả coi, phanh tay ả đi. Phanh tay ả. Gì vậy, gì vậy? Chưa ăn bự mà gùng găng là cái gì? Thấy chua rồi đó. Bữa ngồi ngay à. Một cái nha. Thấy cái trái bầu quá, tại nặng cái trái. Có 9 20 25 không có hai mấy ngàn quên rồi 25 ngàn mới nói đây rồi đừng quên cái này đầu óc sao hay quên quá mấy mũi rồi mới có hai mũi là vậy đó phải 4 mũi nữa rồi có mũi nhớ hai mũi quên lựa trái nào trái coi trời ơi trời ơi trời rồi anh nhưng mà trái đó là bữa đó là ngoại nó mua luôn đó anh khỏi lựa mấy bữa đó anh ngồi rồi căng cái trái bự nè trái này của bà ba nè trái đó lộn giùm tôi đi ăn hết trái này 12 ngàn trời ơi ổng là dễ chết ở không ăn mà ổng nhăn mặt ở thấy bà ăn mấy nhân nhặt cũng chua bùng găng luôn trời ơi trời thôi ông ơi ông cứ ăn ra chỗ tôi bán ông ơi bình nước kìa để thôi làm thời nghĩ cho bình nước của nó mà trời nước muốn ra nước nè cho miếng bự ăn không ăn đi ăn phải ăn cái đó rồi ngon phải ăn vỏ rồi tại phải ăn vỏ bởi vậy bà ba đưa cái vỏ cái phải vỏ phải vỏ phải không ừ. Của chín hả ừ chín 25 ngàn thôi là 25 ngàn thôi cái chín hết tiền lẻ nữa có 5 ngàn không? À! Trời ơi, anh ngồi liếm vỏ nghe thấy thèm không? Ngon không? Mới cắt gạt nó lột. Trời ơi, trái mỏng bỗng dờn vỏ luôn nè, sắp. Nó lụm. Ha? Trời quá à, được, mới cắt ra ông lụm lên. Rồi, con hỏi lại ba chậm. Đầu đi. Ngon không? Nằm đó luôn, rồi, cảm ơn. Dạ luôn à. Cháu tôi bụi đờ luôn trời. Dạ luôn. Trời bà Sáu bà lựa trái công nhận thiệt chứ. Thấy làm tôi lại sao mà tôi gửi chết ngon bà còn cái trái ai vậy? Cho bà chín. Trời ơi. Cái này dở dày ha. Ừ, cái này dở dày. Mấy trái nhỏ nhỏ cho nó mỏng dạ lớn nè. Cái bầu bầu quá ngọt. Không có trái bầu nè nè. Ừ. Cái đó đó. Nặng không? Cái nhảy xìu. Nặng nặng á. Cái đó rồi. Cái đó nè, cái này nè. Cái bên đó. Cái này nè. Ừ, cái đó ngon đó. Nhỏ wow, quá nha. Xong miếng bự rồi. Ừ. Nè, trái này nặng đâu bạn. Nặng không? Nặng. Người cô sáu 12 ngàn. Ừ, cho nó nặng đó. Ừ. 11 ngàn. Nó là chơi sách như trái sáu. Rõ không? Ngọt ngọt luôn đi. Lăng 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 đâu ngoài không? Trời, mua cái này ổng bự của tôi mà anh giống như là trái banh gì á, cha nội. Anh ngồi, anh đá hoài đi. Đứng lên. Số 12 hồi 8 ngàn. Đây 11 đây. Đây. Cảm ơn Sáu. Rồi nè, rồi cảm ơn luôn. Mẹ cái này vô sâu rồi. Trời ơi, mỏng dờn. Ừ, cái da này mỏng. Mỏng nè, mới vô sâu nè. Nó vô sâu. Lúng ơi. Rồi nó nghe nè, bà tưởng không dày giống gì nè, bà tét. Ừ, nó không dày, hứa vô mạnh quá, lòi thịt luôn. Nè, cho bữa đó em về đi. Lấy về rồi thì... Môi đỏ lòm luôn kìa. Phạm luôn rồi nè, bà ba. Ừ. Phạm thịt luôn rồi. Rồi không lấy cái này nè. Cái này có 11 ngàn nè thầy. 11 ngàn rồi. 11 ngàn đó đó. Ai biểu thờ đổi thì đổi nè. Cái này chứ nó dài vỏ nè. Ngon. Tao bằng với nhau mà thấy tao bự à. Đổi cái gì? Thì chơi không chịu rồi đổi nè. Chơi gì? Ừ. Vỏ dày. Vỏ dày, nó mỏng. Ừ. Rồi, cảm ơn. Nè, sắp chơi nè. Còn bắt nó luôn. Ai biết chơi thì đổi chứ mò vậy vỏ nè. Vậy nó không chịu đổi. 1 ngàn đó. Nó ngày mai mình sẽ kiếm cái món gì mình làm bưởi á ba, mình gọt ra mình để vô trái bưởi. Ừ. Để mấy con tôm làm vô đó đó. Làm bưởi gỏi bưởi. Mấy con tôm vô đó đó. Tôm hấp bưởi à. Tôm hấp bưởi, tôm hấp bưởi. Còn mấy trái nữa hết rồi. Rồi 2 4 6 8 10 13. À hai trái nhỏ vậy chứ nó cũng gần cả ký luôn. Ừ. 800 gram. Miêu
Ngắm gì ạ? Sớm giờ không biết bán được nhiều, mình lấy 200 ngàn tiền thòi vô trước đi. Cảm ơn bà Tư nha. Sao nay không bán gì hết hả? Bán cho chồng hả? Chắc hai đống chuối. Hôm nay mong đi chợ hết độ gì? Chắc vậy á. Lấy 200 ngàn tiền thòi lại nha cả nhà. Còn có 200 mà mở cái lớn không? Không, hồi nãy mới vừa đổi luôn á. Mới vừa đổi 200 sẵn. Đây là gì ngay? Mày lựa đây gì? Nè cái này bự hay nhỏ? Mấy trái, lấy đại đi. Trái cái nào ngon á? Đại đi nè. Hai trái, mua ba bốn trái gì đi. Ừ, trái này nhỏ chứ ngon nè. Ngọt dữ lắm á. Cái này nhỏ nó vậy. Thôi ba trái đi. Bốn trái đi. Ba trái. Có 10 ngàn ký à, ghẻ muốn chết luôn á. Cái lấy này mà chết đi. Rồi vậy nè. Sao? Bốn trái có 10 ngàn ký à. Bốn trái có 40 ngàn à bà ơi. Ha ha ha. Bốn trái ha. Chưa. Còn nhiều lắm, còn tới 13 trái là nó hết rồi vậy, mở hết rồi vậy. Còn 13 trái đó. Mở hết không? Ôi, 13 trái, bảo xô 130 nè, mua xô 130 ngàn. 4. Cái này là tăng ký 1 ký không mà nè. Ừ, 1 ký, 1 ký. Xô 130 nè. Ê. Ê, bự mở nhỏ gì cũng giá. Nhỏ mà nó có vỏ. Ê, chứ này hả, ăn bữa này vô đạp ông Vũ không, hổng văn bữa chuối không, bữa nay là họt hầm cá vô luôn. Ê, bà nhỏ hay bà bự, bà chơi tao nhỏ. Rồi, ở trên này lại đi, không ngon. Nè, cái này nè. Được không? Ừ. Cái này hơi nhẹ bà. Nặng. Giờ mình gọt hai trái đi ha, mình chờ lại hai trái ha. Dạ. Ừ. 3 ký cái gì? Có 3 ký 8 mà có 38 ngàn. Ghé ghê. Ghé bỏ đi bọc hai trái này đi. Gọt hai trái ngon, này đi. Gọt trước đi. Nè. Ồ là trái ngon gọt trước đi. Lấy trái sau không ăn vô. Hai thêm trái bán cũng có tầm dễ sợ. Nè. Ngon đó. Đó ngon thấy chưa? Thấy chưa? Mỏng vỏ đó, mỏng vỏ đó. Trời ơi, đồ chị quảng cáo là em cứ yên tâm. Ba mấy ngàn quên này, 38 ngàn phải không? 40, 50, 50, 62 ngàn. Cái này là cái nào nữa, cái nào nữa mày? Nãy là cái nào nữa rồi? Cái nào quên à? Cái đó mà. Cái này đúng không? Ờ, cái đó không? Cái này cái gì? Không biết. Caramel. Cái nào không? Bỏ. Thôi thôi. Bữa này chị tiểu đường đó thôi. Bữa này ăn chị tiểu đường á. Phải rồi. Giảm cân nữa. Ăn giảm cân đó. Người ta ốm mà giảm cân gì đó. Cái mình nào mình ăn thôi. Không có dáng rồi. Chắc này ế bự ế rồi. Cái bắt mối bán ghê cười thiệt. Với quảng cáo này quảng cáo kia. Cũng 10 ngàn à. Chứ sao như một. Sao là 1 ký 10 ngàn. Nè thấy chưa, 2 ký đi quay. Thấy trái nhỏ không? Người ta có vỏ. 4 trái giống Út đi. Mỏng vỏ nè. 4 trái có 3 mấy ngàn thôi. Trời ơi, cầm giấy 200 ngàn thôi, mở hết cho gọi luôn đi. 200 ngàn mua 8 trái. Chắc vậy ông đúng luôn. Không đủ. Ai lại gần lấy mua để bử chồi. Lựa đi. Thôi lựa dùm đi. Lắc qua lắc lại nó cũng có nhiêu đó à. Mấy trái này nè, trái mỏng vỏ lắm á. Nè. Gọt hai. Mình gọt hai trái đi, cái mình chừa hai trái vậy đó. 25. Trái này đi. 4 trái vậy chị hả? Thiệt chứ nó chơi gì chọn. Con trái ba mấy ngàn à, rẻ lắm chứ. Trời ơi, có 38 ngàn giống Út nè. Thấy không? Ê, cái này ép người quá đáng rồi bà ba. Trời ơi, ngon nè. Tròn ở chợ nó ngon gì mà còn không chịu nữa là thôi luôn á. Sao bữa ngon không à? Ai lựa bữa trước là bữa dở đó. Chị hai. Gì con? Là bữa không? Lúc mà mấy con nghỉ thứ bảy á, chị hai làm gì cho mấy con chơi đi. Ok, để chị hai về suy nghĩ. Bắt ốc không? Mở cái ốc đi. Đi chơi lô tô đi. Chơi lô tô hả? Chơi lô tô công an trái bắt chết nè. Trái này để sao? Trái này nặng nè. Ừ. Gọt cái trái đó đi. Ừ. Chơi lô tô. Đây kể trước đi. 38. Nhớ ăn hộp chừa lại cho thêm 6. Bán lại 500 ngàn. Có để sẵn bột sẵn rồi kìa. Ngọt không? Có ai ăn chưa? Ngọt.
38-40 chua đây. Chua thì ăn muối ớt ngon. Này, đủ ha. Tính ăn giang hả Thảo? Tính ăn giang không được thì mình bỏ. Thử nè, gặp móng giỡn không? Không nè. Móng giỡn không à. Thấy trái nhỏ chứ đừng chê. Còn 23 cũng đỏ quá. Chắc này cũng ngon chứ. Hai trái này để. Mẹ đâu? Mấy trong trứng này. Mẹ mặn móng cho khách. Mình bán ghét ghét, mình dẹp thím ba ơi, để người ta ăn chua, ta lại ta bán vốn. Ta đổi, ta đổi. Rồi đây, cảm ơn nhiều. Biết gì chạy. Ghét lắm chạy. Năm trái nữa. Chạy. Để thôi người ta ngược theo. Để hồi ta lại ta bán vốn. Nếu 72 bài giờ hưởng hấp gì cho mấy con con chơi. Trời. Trời ơi, cỡ này chỉ chơi cho chơi được rồi, chỉ khoái cho chơi nè. Ai trắng hơn thắng. Không. Bà ba trắng à. Chứ trắng hơn mày rồi. So thử coi ai trắng hơn. Ai trắng hơn đó. Bà ba lấy kem mẹ con chét á. Có đâu ấy kem mẹ. Quá bể rồi bà ba. Kem mẹ mày chét đâu. Trời ơi, nó cháy tự nhiên. Mẹ mày chét kem thì có á. Chối gì trời rồi. Ơi, chậu đó chắc không bỏ phải cái mà dính cái cây đó mày. Ai biết chát gì đó thấy rồi nó nói ngang tiếng nghe chất quốc gì làm sao đâu. Mấy trái? Thiệt chứ, còn 5 trái. Mấy cho chú hai hai trái. Chú hai hai trái hả? Bữa nay cúng luôn ta. Sao không chọn? Vậy lấy 3. Để trái này. Để trái này nè. Để trái này cúng nè, trái này đẹp nè. Trái nào đẹp cho em 2 3 3 trái thì chú hai hai trái. Vậy hả? Ờ vậy là mình đâu còn ăn đâu. Ê Út, đâu còn đâu ăn. Còn giỏ không nè. Ghi ăn giỏ đỡ đi. Hai trái này 1,7 kg. 17 ngàn. 17 ngàn. Bỏ vô. Hỏi không gọt không? Bà ba gọt kìm cơ sẵn chỗ kìa. Khỏi đi về. Thôi khỏi đi nào, giờ không ăn, giờ không gọt đi. Rồi trái này 2,5 kg. 2,5 kg, 25 ngàn. 25 ngàn, gọt trái nào 17. Không? 17. Về cúng 25 ngàn. 25 với 17. Trả riêng đi. Trả riêng đi, 57, 52. Này 25 thôi là 25 ngàn nè. 52, 42. Như hồi lại 25 ngàn phan đi. Gì? 25 ngàn, gọi kia 17 ngàn hả? Ừ, là 42 ngàn đó. Thì 25 ngàn. 25 đi. 17 ngàn. 17 ngàn thôi là 3 ngàn nữa. Thiếu 2 ngàn đi. Không bớt 2 ngàn. Bò luôn 2 ngàn đi. Đây trả đây. Nè đây giờ. Trời bé mồm bự hoài. Từ từ. Kiếm tiền thối cho để hồi thiếu. Dạ cô chú 27 ngàn. Trả tiền rồi. Đưa nữa thì lấy nữa. Cũng không sao chứ. Không buồn miếng nữa. Trời ơi làm hại mình ăn giỏ quá trời ăn luôn rồi Út ơi Út. Ủa sao lấy bự chưa? Thấy rồi. Thấy rồi. Ai biết? Ai nào biết? Ai biết đâu, nãy giờ không có thấy hai cái bưởi thứ sáu đây nè. Ai chạy có không biết đâu à. Ai biết à, tôi không biết à. Ho luôn rồi bán miếng. Sợ ho luôn. Thì bán 2 bao còn lại 1 bao nha. Mình mua cái này 9.000 ký cả nhà mà mua 50 ký lận. Như là mình lấy mỗi ký 1.000 thôi. Tặng sáng cho mấy đứa nó đi học được rồi. Đó, rồi căng cái vỏ lại mình bán. Ơi mới này nấu chè bưởi bán được đến ba. Ừ. Thiệt luôn á. Ôi, chè bưởi nhiều cũng bán mặn cực quá. Biến. Trời ơi. Rồi, đếm tiền giây phút quan trọng nè cả nhà ơi. Căn này lấy tính tiền caramel coi. 50 ký. Nhiêu ký mày? 400 gữ. Cho 6 ký gữ. 6 ký gữ. 3 4 65 ngàn nữa. 400 gữ. Này lời nè, 40 ngàn với trái bự của thêm 3 nữa là đủ luôn á. Đủ 50 ngàn. 50 ngàn sáng mấy đứa đi học được rồi cả nhà. Với trái bự gọt gọt nó nữa chi. Đúng rồi. Nói chứ
cũng buổi chiều thì hai thím cháu ngồi bán bưởi cũng lời được ít chục ngàn cho tụi nhỏ đi học á cả nhà. À, bưởi hôm nay rất là ngon luôn á, này là bưởi năm roi ngọt rất là ngọt luôn. À, thôi mình xin kết thúc clip tại đây nha, hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn ở video sau luôn, bye bye.